Một số điện thoại lạ hoắc, Phương Hân mang điện thoại rồi chạy xuống nhà tìm Trấn Phong. Anh ơi, có người gọi cho anh. Là ai thế? Trấn Phong bảo Hoàng thượng ngồi xuống ghế sofa rồi nhận lấy điện thoại từ tay Phương Hân. Hoàng thượng bày tỏ vẻ chán ghét, nó nhảy xuống sàn nhà rồi chạy lại phía Phương Hân quấn quýt lấy cô. Không có tên ấy. Trấn Phong gật đầu. Cảm ơn vợ yêu nhé. Phương Hân bĩu môi rồi chạy lên trên tầng. Đợi Phương Hân không còn ở đấy, Trấn Phong mới gọi lại số điện thoại kia. Cậu gọi cháu có việc gì? Giang Diệu Minh đút một tay vào túi quần, nhìn Phương Thảo đang bị trói trên ghế, miệng bị bịt đầy băng dính đen. Cô ấy còn chưa tỉnh lại, trông vô cùng đáng thương. Là cậu nhớ cháu và Phương Thảo quá, muốn hẹn hai đứa ra ngoài chơi. Giờ Phương Thảo đã tới chỗ của cậu rồi, còn cháu nữa thôi Trấn Phong à. Mau tới đây với chúng ta đi. Trấn Phong bặm môi, anh nhìn về phía xa xa, anh không tỏ vẻ chán ghét cũng như là kích động. Giờ cháu rất bận, cậu cũng biết mà. Còn nếu cậu muốn cháu chuộc cái Thảo về, thì nên gọi điện cho bố cháu thì hơn. Ông ấy có rất rất nhiều tiền và có thứ cậu muốn có, đúng không? Giang Diệu Minh cười khà khà, Trấn Phong cảm thấy cực kỳ kinh tởm. Không, cháu yêu của ta, thứ ta cần là ở chỗ cháu biết mà. Nếu cháu không tới, thì Phương Thảo sẽ phải làm sao đây? Thân con gái một mình lại ở một nơi như thế này. Giang Diệu Minh còn chưa nói xong, đã bị Trấn Phong tắt máy trước. Ông ta nhếch mép, thật sự là không quan tâm hay sao? Giờ Trấn Phong đang bị thương nặng, nhưng ông tin là anh sẽ tới, cũng chẳng phải gửi địa chỉ làm gì. Trấn Phong là người chỉ cần muốn là sẽ tìm được. Giang Diệu Minh cất điện thoại rồi nhận lấy điếu thuốc từ tay Nam Minh. Phương Thảo ngồi phía sau lưng hai bọn họ đã từ từ tỉnh lại trong cơn mê. Cô không nói được, chỉ có thể nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu. Đây là một công xưởng cũ đã bị bỏ hoang, máy móc cũ chất thành từng đống hoen dỉ, có vài con chuột chạy quanh quanh. Xung quanh chỗ cô ngồi đã được quét sạch, mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu. Giang Diệu Minh nói với Nam Minh. Thằng Phong nó nói sẽ không tới cứu Phương Thảo đâu. Nó bảo gọi bố nó tới. Thằng này lì lợm hơn ta nghĩ đấy. Nam Minh nghe thấy tiếng động, anh lập tức quay đầu lại, thấy Phương Thảo đã tỉnh dậy. Nhìn Phương Thảo đang cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng, anh ta nhếch mép. Chắc chắn cậu ta sẽ tới ngay thôi. Cưng em gái như vậy cơ mà. Giang Diệu Minh nhìn Phương Thảo chép miệng. Không tới đón cũng không sao. Cháu gái của ta chẳng phải quá xinh xắn hay sao? Vòng nào ra vòng nấy. Nam Minh, cậu cũng có thể mang con bé vào đường dây của cậu mà. Những ông lớn chắc chắn sẽ thích con bé thôi. Nam Minh tặc lưỡi, anh ta đi lại gần Phương Thảo, lấy tay mình nâng cằm cô lên. Phương Thảo sợ sệt nhìn Nam Minh, bây giờ cô chẳng khác nào con thú nhỏ bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, bất cứ khi nào cũng có thể bóp chết cô. Nam Minh nói với Giang Diệu Minh bằng vẻ tiếc nuối. Nhan sắc này quả thực không đùa được, các nhân vật lớn chắc chắn sẽ tranh nhau để có được thôi. Tuy nhiên, thứ gì quý giá thì cũng có cái khó của nó. Lão Nam chưa chắc đã để yên, chứ đừng nói là anh trai của nó, Trấn Phong. Tên đó trông tuổi đời thì rất trẻ, nhưng chẳng phải dạng vừa. Cậu ta quen biết rất nhiều người trong thế giới ngầm, tài sản cũng không ít, e rằng... Giang Diệu Minh nghe những nỗi lo lắng trong lòng của Nam Minh, ông ta bật cười, cho rằng anh đã lo quá xa. Ông ta kéo lấy chiếc ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống, dáng vẻ như một người chủ. Khói thuốc bay xung quanh người ông ta rồi bay là lả trên không trung và tan biến. Nam Minh, cậu lo hơi xa rồi. Thằng oắt con đó chẳng có gì là đáng sợ hết. Nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa trải qua quá nhiều sự đời. Tất nhiên nó biết nó phải làm gì để có lợi nhất. Em gái nó còn ở đây, nó sẽ không làm gì quá đáng đâu. Mà này, những gái gọi cao cấp trong đấy, đứa nào cậu chẳng thuần phục được. Một đứa con gái cứng đầu như Phương Thảo cũng chẳng quá khó. Nếu Trấn Phong không tới cứ mang nó đi, bán một đêm cũng được kha khá đấy. Những lời Giang Diệu Minh nói với Nam Minh không khỏi khiến cho Phương Thảo giận người. Nếu cô đoán không nhầm thì Nam Minh, qua lời xác nhận của Giang Diệu Minh, chính là một tú ông chuyên cung cấp gái cho những ông lớn. Kể ra cũng không phải lạ lắm, bởi vì cô đã và đang làm trong giới giải trí nên nhiều mặt tối của nó cô cũng biết. Nhưng thật không ngờ Nam Minh lại là một tay yêu dâu xanh như vậy. Có khi những người nổi tiếng trong công ty của anh ta cũng chính là nạn nhân, nhưng thấp cổ bé họng, không thể đứng ra tố cáo. Họ chọn tiền tài và danh vọng, họ chấp nhận, Phương Thảo cũng không thể làm gì. Có thể người tiếp theo là Phương Thảo. Chưa bao giờ cô lại sợ hãi như lúc này. Ngày thường mạnh mẽ là như vậy, nhưng hiện tại bên cạnh cô chẳng có ai. Nghe tin Trấn Phong sẽ không hợp tác với Giang Diệu Minh mà tới đây, Phương Thảo trong lòng sốt ruột lo lắng. Nhất định Trấn Phong sẽ không bỏ rơi mình đâu. Nam Minh rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt Phương Thảo. Phương Thảo bị trói hai tay ra phía sau,
không thể che mũi mình khỏi những thứ bẩn thỉu và độc hại mà anh ta vừa thải ra. Cô chỉ còn cách quay đầu mình qua một bên, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh tởm. Cái dây thừng siết chặt vào cổ tay Phương Thảo đau nhói. Cái cảm giác đau nhưng không được hét lên hay suýt xoa mà phải âm thầm chịu đựng thực sự rất kinh khủng. Phương Thảo không nói được, chỉ có thể ú ớ đáp trả. Nam Minh cười giống như một tên khùng. Anh ta bước vào góc khuất tối om. Nam Minh kẹp thuốc lá trong miệng, một tay cầm đèn pin, một tay mở chiếc tủ lớn trước mặt ra. Ánh đèn dọi vào khuôn mặt trắng bệch, Phương Thảo thất kinh. Ngọc Anh bị trói bên trong cái tủ lớn, cả người không có một chút sức sống nào. Quần áo trên người bị xé tan tác, bất cứ chỗ nào hở ra đều bị thâm tím hoặc là đã bị chảy máu, còn môi thì thâm đen lại. Nếu không nhìn kỹ, Phương Thảo chắc chắn sẽ không nhận ra được đó là ai. Đôi mắt cô mở lớn, cô không dám tin vào mắt mình. Ngọc Anh, sao cô lại ra nông nỗi như vậy? Dưới kẽ những chiếc máy móc cũ rích, những con chuột không sợ người vẫn chạy loanh quanh. Chúng tìm kiếm, cắn nhau, tranh giành thức ăn vừa tìm được. Nam Minh phả khói thuốc vào mặt Ngọc Anh như đã từng làm với Phương Thảo. Vậy nhưng Ngọc Anh không có chút phản ứng nào. Có lẽ nào... Con nhãi này, bảo làm có chút việc cũng không xong. Trong chiếc máy mà nó lấy được, chẳng có cái mẹ gì hết. Thằng Trấn Phong nó đã cảnh giác rồi. Giang Diệu Minh dựa người ra ghế tựa. Không ai biết bây giờ ông ta nghĩ gì, nhưng chắc chắn ông ta không thể tin được mình lại bị Trấn Phong chơi một vố. Ông ta giận cá chém thớt, chút giận lên Ngọc Anh, đánh đập, hành hạ dã man cô gái, người đã chấp nhận phản bội Trấn Phong để làm việc cho ông ta. Bây giờ Ngọc Anh người không ra người, ngợm không ra ngợm, ông ta chính là cầm thú. Chân Phương Thảo mềm nhũn, cả người như bị ai đó bóp nghẹt, không thở được. Dù sao đi chăng nữa, trong hai người ở đây, một người có quan hệ máu mủ ruột thịt với cô, một người từng là người cô rất yêu thương. Hiện tại, cô không phải nhìn thấy người trước mắt mình, đó là hai con quỷ. Cho dù trước đó Ngọc Anh làm việc xấu, nhưng cô ấy không đáng bị hành hạ như vậy. Nỗi sợ hãi trong lòng bùng cháy, Phương Thảo chỉ có thể bất lực bật khóc, nước mắt cứ thế chảy xuống. Trấn Phong, cứu em. Trong giây phút tưởng như tuyệt vọng ấy, đã có một chút hy vọng lóe lên. Bên ngoài, âm thanh của những chiếc xe mô tô đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Giang Diệu Minh bảo Nam Minh ra coi, có lẽ Trấn Phong đã tới rồi. Xung quanh công xưởng đều có người canh gác, nếu có chuyện gì sẽ lập tức báo cáo. Nam Minh còn chưa ra tới cửa, có một người đã chạy vào nói gấp gáp. Ông chủ, bên ngoài có một nhóm người tới, còn mang theo cả hung khí nữa. Nam Minh nhếch mép cười khẩy. Thằng Trấn Phong hôm nay cũng oai phong quá nhỉ. Không phải Trấn Phong, ông chủ. Giang Diệu Minh bật người dậy, ông ta nhíu mày, bước lại chỗ tên thuộc hạ hỏi lớn. Là ai? Tên thuộc hạ chưa kịp trả lời, tất cả chỉ kịp nghe tiếng đập phá bên ngoài cửa. Đó chính là món quà gặp mặt mà người đó tặng cho những người ở đây. Nam Minh cảnh giác, vì anh ta đã dặn người bên ngoài, nếu có người tới cứ để họ vào. Không ngờ người tới không phải là Trấn Phong. Trưởng An bước vào bên trong, anh thực sự vẫn chưa quen được với khí hậu lạnh giá ở đây. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc áo khoác dạ dài bên ngoài, đeo giày cao cổ. Tuy nhiên hình như mặc như vậy hơi ít thì phải. Nhưng không sao, lát nữa đánh nhau, người sẽ tự khắc ấm lên thôi. Trưởng An bước vào, khiến Giang Diệu Minh và Nam Minh ngạc nhiên bất ngờ, vì hai người đó hoàn toàn không biết anh là ai. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt hai người trước mặt, Trưởng An nhăn nhó, anh cầm cây chùy trên tay, đập mạnh xuống chiếc máy cũ bên cạnh. Lực mạnh khiến cho chiếc máy méo mó, tiếng va chạm khiến Phương Thảo giật bắn mình. Cô cũng không biết người đàn ông ngầu ngầu này là ai nữa. Mày là ai? Tính mang hung khí đến đây làm gì? Nam Minh khoanh tay trước ngực, nhìn Trưởng An như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Trưởng An chép miệng, có lẽ anh hoạt động trong giới này kín đáo quá nên không có ai biết cả. Nghĩ lại thì hơi tiếc, nhưng không sao. Hung khí gì anh trai? Cây chùy hàng pha ke thôi. Chùy gỗ sao đọng với mấy cây sắt của anh trong này cơ chứ? Mà này, anh hỏi tôi làm gì? Thằng Trấn Phong nó kêu tới đây mang em gái nó về. Cho tôi hỏi thăm em gái nó đâu. Không mang về đúng hạn thì một sợi lông trên người tôi cũng chẳng còn. Thằng đó nó ghê gớm lắm. Sự tếu táo của người đàn ông đôi con trước mặt khiến Giang Diệu Minh phát bực. Còn ngược lại, Phương Thảo nghe người đàn ông tới cứu mình, mặt cô liền tươi tỉnh lên. Cô kêu lên để Trường An có thể trông thấy mình. Trường An nhìn về phía phát ra âm thanh, như bắt được vàng, anh reo lên và toan bước lại chỗ của Phương Thảo. À, đây rồi, sao không lên tiếng sớm? Nào, để tôi đưa cô về. Anh cô đang khủng điên ở nhà kia kìa, mau về với tôi. Thằng cha này không biết từ đâu tới, tới nơi phá phách thị uy rồi nói một tràng dài. Nam Minh phải kiềm chế lắm mới không băm xác của Trường An ra. Anh ta chặn Trường An lại, ngăn không cho Trường An lại gần chỗ Phương Thảo đang bị trói.
Làm cái trò gì vậy? Trường An bật cười lạnh lùng. Bây giờ anh mới thật sự nghiêm túc. Anh vứt cây chùy pha ke của mình xuống đất, bước lại, ngồi xuống ghế của Giang Diệu Minh, vắt chân chồng lên nhau. Anh không trêu đùa nữa, mà giọng nói trở nên ồm ồm. Giang Diệu Minh, ông cũng chơi lớn quá nhỉ? Đến cả cháu gái của mình mà cũng bắt cóc, đánh cháu trai của mình bị thương. Hai đứa nó có người cậu như ông, cũng thật sự là bất hạnh đấy. Giang Diệu Minh không quan tâm lời nói của Trường An. Điều ông ta thực sự quan tâm lúc này là thân thế của người đàn ông gan lớn này. Ông không tin Trấn Phong lại quen biết nhiều như vậy, thân thiết tới mức sẵn sàng vào hang cọp để giúp bạn. Rốt cuộc, mày là ai? Trường An cười lạnh. Chắc ông vẫn còn nhớ sự việc đàn em của mình bị úp sọt ở thành phố Lãng Kiên chứ. Giang Diệu Minh làm sao có thể quên nỗi nhục của mình khi đàn em bị đánh mà không làm được gì khi ở thành phố Lãng Kiên cơ chứ. Suốt mấy ngày đó, ông ta đều không thể tìm ra được người đứng sau vụ này, bây giờ mới có cơ hội được biết. Như vậy có nghĩa là Trấn Phong đã biết Giang Diệu Minh có ý đồ xấu từ rất lâu rồi, nên khi ông cho người theo dõi Trấn Phong ở cùng với Phương Hân ở thành phố Lãng Kiên đã bị bắt bài. Khi Giang Diệu Minh yêu cầu chị giúp việc kia để máy nghe lén vào trong túi của Phương Hân, chính Trường An là người đã cướp túi sách và vứt cái máy nghe lén đó đi. Tuy rằng Trấn Phong và Trường An không ưa nhau lắm, nhưng đối phương nhờ việc thì đều giúp đỡ. Lần này Trấn Phong nhờ Trường An tới đón đứa em gái bé nhỏ của mình về. Trường An đang có việc ở thành phố này, tất nhiên sẽ chẳng từ chối. Thấy Giang Diệu Minh đứng đờ người ra, sau khi nghe mình nói, Trường An bật cười. Ngàn vạn lần không tin được đúng không? Không tin được rằng một thằng nhãi danh lại dám động đến đàn em của mình chứ gì? Giang Diệu Minh tất nhiên sẽ không ngay lập tức phản ứng lại gay gắt, vì như vậy là đã thua dưới tay Trường An rồi. Ông ta không làm chủ được cảm xúc sẽ rơi vào bẫy của Trường An. Ông ta nhíu mày, tiến lại gần chỗ của Trường An đang ngồi. Ngay cả cái ghế của Giang Diệu Minh bây giờ cũng bị anh chiếm mất. Không phải là không tin, mà là đó là ở thành phố Lãng Kiên, là địa bàn của rất nhiều anh em khác. Tôi là người ở nơi khác, đâu có dại gì mà đắc tội với họ cơ chứ. Giang Diệu Minh thừa biết Trường An chính là người đứng đầu thế giới ngầm ở thành phố Lãng Kiên, nhưng lại không nói ra mà chỉ nói đến các đàn anh đàn chị khác. Trường An bật cười. Giang Diệu Minh nháy mắt với Nam Minh lấy vũ khí ra, đồng thời thông báo với đám người bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta nói thêm, có một điều đúng là tôi ngàn vạn lần không tin được, đó chính là rốt cuộc cậu có ai chống lưng mà dám lớn tiếng như vậy. Lúc ẩn mình kín đáo không ai có thể tìm ra, lúc lại chỉ vì thằng nhãi Trấn Phong mà ra mặt. Trong lúc Giang Diệu Minh nói nhảm, Trường An lấy trong túi ra một điếu thuốc tự châm lấy. Anh đứng dậy, tiến đến gần Nam Minh rồi nhả khói thuốc vào mặt anh ta như anh đã từng làm với Phương Thảo. Nam Minh đề phòng nhưng vẫn không thể thoát nổi khói thuốc của Trường An. Trường An chép miệng. Người như ông, mãi mãi không thể hiểu được tình bạn là thế nào đâu. Vậy nên, không có tư cách hỏi như vậy. Trường An sinh sau đẻ muộn, cực kỳ kính trọng những người lớn tuổi hơn mình. Tuy nhiên người như Giang Diệu Minh, với anh thực sự không cần thiết cho lắm. Trường An biết thế nào Giang Diệu Minh nghe xong cũng nổi đóa lên. Nhưng không, ông ta không có phản ứng gì cả. Có khi nào Giang Diệu Minh đã nhận ra bản chất xấu xa của bản thân không? Một tên đàn em của Giang Diệu Minh vào thông báo, vẻ mặt như bị ma đuổi, vừa nói vừa thở hổn hển. Ông chủ, không chỉ có người của cậu ta, Huy Hoàng đã tới đây, đang đứng ở ngoài cửa. Không chỉ Giang Diệu Minh và Nam Minh sửng sốt, ngay cả Trường An cũng giật mình. Rõ ràng tên Trấn Phong đã nói rằng có mình Trường An tới cứu Phương Thảo hay sao? Giờ lại lòi thêm một tên nào nữa? Trường An chép miệng. Giang Diệu Minh, ông thấy chưa? Tên Trấn Phong đã nói sẽ không quan tâm, nhưng lại gọi hai người tới thay mình. Tại ông đánh nó nên nó không tới đấy. Cái thân già này lại phải đi, giờ thì hay rồi. Trường An vừa dứt lời thì Huy Hoàng đã vào được bên trong. Máy của anh để chế độ im lặng, khi mở ra mới biết Phương Thảo gọi cho anh, nhưng khi anh gọi lại thì không liên lạc được. Anh gọi về công ty thì mới biết Phương Thảo đi gặp Nam Minh. Không suy nghĩ nhiều, anh gọi cho Trấn Phong. Trấn Phong đưa địa điểm cho anh và anh gấp rút tới đây. Huy Hoàng nhìn mấy người xung quanh và ánh mắt anh cuối cùng đặt ở vị trí của Phương Thảo. Huy Hoàng toan bước lại cởi trói cho cô, nhưng nào Nam Minh lại để cho anh tọa nguyện. Nam Minh chĩa súng vào đầu Phương Thảo. Phương Thảo sững người. Bước ra xa. Huy Hoàng giơ hai tay lên, lùi từng bước lại phía sau. Anh không muốn anh trai mình làm Phương Thảo bị làm sao cả. Ngoài ra, anh lùi lại cũng có mục đích của riêng mình. Trường An đã nhìn ra hành động của Huy Hoàng, anh cho tay ra phía sau. Huy Hoàng khi bước lại ngang chỗ của Giang Diệu Minh, anh thoát cái đã lấy tay mình siết chặt vào cổ Giang Diệu Minh,
Tay anh cầm súng dí vào đầu ông ta, Giang Diệu Minh chỉ biết kêu lên một tiếng. Trường An gật gù, anh đánh giá rất cao kỹ năng của Huy Hoàng. Anh cầm khẩu súng lục trên tay nhìn hai bên, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai kém ai. Để cho Huy Hoàng mạnh hơn, Trường An chĩa súng vào người Nam Minh. Huy Hoàng mặt lạnh như băng, anh nói với Nam Minh. Nam Minh, em xin anh, đừng liên lụy những người không liên quan nữa. Hãy trả Phương Thảo về đi. Nếu chỉ vì LK mà anh lại hợp tác với Giang Diệu Minh, thì em tình nguyện đưa LK lại cho anh. Phương Thảo nín thở quan sát hành động của Nam Minh, không biết anh ta sẽ làm trò gì cả. Lúc này, Huy Hoàng mới trông thấy Ngọc Anh không rõ sống chết ở đằng xa. Dù anh biết cô ấy làm việc cho Giang Diệu Minh, nhưng cô ấy cũng là con người, từng là bạn học của anh và cũng từng là người anh thích. Nhìn cô ấy bị như vậy, Huy Hoàng thực sự căm phẫn và xót xa. Cô ấy là người của hắn, chỉ vì lấy về một chiếc điện thoại giả mà đã bị như vậy. Còn những người như anh, Trường An dám dí súng vào đầu ông ta, nếu ông ta vặn ngược lại tình thế, chắc chắn hậu quả sẽ dã man hơn nhiều. Phương Thảo là cháu ruột, ông ta còn như vậy. Trường An sốt ruột chờ đợi Nam Minh trả lời. Biểu cảm trên mặt anh ta rất bình thản, không có một chút gợn sóng nào. Theo kinh nghiệm lâu năm của Trường An, những người trên tay đang nắm giữ sinh mạng của người khác, nhưng lúc nào cũng bình thản như thế này, thì chắc chắn bên trong nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Xung quanh, người của Giang Diệu Minh đã hạ gục được người của Huy Hoàng và Trường An, vì hai người họ đem theo tổng cộng có 4 người. Không đấu lại hơn chục người của ông ta cũng dễ cảm thông. Huy Hoàng không lo lắng, giờ anh đã bắt được Giang Diệu Minh, ông ta đang ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Đám người ngoài kia sẽ không dám mạo hiểm đâu. Nam Minh lột băng dính trên miệng của Phương Thảo ra, anh ta giật mạnh khiến cho Phương Thảo đau nhói. Huy Hoàng nhìn chỉ hận không thể làm như vậy với anh trai mình. Nam Minh chỉ tay về phía bọn họ, nói với Phương Thảo. Thuyết phục họ, bảo Trấn Phong mang chiếc điện thoại đó tới đây đi. Phương Thảo bật cười, ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đầu súng. Sao? Giang Diệu Minh còn dùng tiền để mua chuộc cảnh sát cơ mà. Mấy cái bằng chứng ông ta hợp tác với kẻ giết người đó thì đâu làm khó được các người. Ông ta cho anh ăn thứ gì mà bây giờ anh lại sống chết vì ông ta như vậy hả? Phương Thảo hét lên chữ hả, khiến cho Trường An giật mình. Đứa em gái của Trấn Phong rõ ràng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nghe cô ấy nói chuyện cứng rắn hơn Trấn Phong nhiều. Thực sự lúc này Phương Thảo cũng cảm nhận được bản thân gan lớn. Nam Minh có thể cho cô về với tổ tiên bất cứ khi nào, nhưng cô lại dám chất vấn anh ta. Nam Minh dí súng vào đầu Phương Thảo, không cho cô ngửa lên nhìn mặt mình. Anh ta thét lên. Câm mồm! Cô biết gì mà nói? Có tin tôi giết cô ngay bây giờ không? Khôn hồn thì nói Trấn Phong mang đồ đến đây. Nếu tôi không làm theo thì sao? Rồi cũng như Ngọc Anh đúng không? Phương Thảo bật cười. Nam Minh làm sao lại dám hành hung cô? Chẳng lẽ anh ta không nghĩ tới còn có cảnh sát, còn Trấn Phong sẽ tới tìm anh ta hay sao? Mấy hôm trước, ngày nào anh ta cũng cho người theo dõi Phương Hân, tính ra tay với cô, nhưng Nam Minh lại sợ Phương Hân không mang dòng máu nhà họ Triệu, chỉ sợ rằng sẽ chẳng ai quan tâm tới sự sống chết của Phương Hân, nên anh mới quay sang Phương Thảo. Còn Huy Hoàng, vốn dĩ anh muốn ở ẩn để thu thập chứng cứ, chờ thời cơ chín muồi sẽ cùng Trấn Phong lật đổ hai người kia, nhưng khi hay tin Phương Thảo bị Nam Minh cùng Giang Diệu Minh bắt cóc, anh không thể giữ nổi bình tĩnh mà lập tức chạy tới đây. Không chỉ vì người gây ra tai họa là anh trai ruột của anh, mà ngoài ra anh thực sự cảm thấy lo lắng cho Phương Thảo. Nhưng ánh mắt của Nam Minh bây giờ có thể chứng minh cái gì anh ta cũng có thể làm. Huy Hoàng nhìn Trường An, hai người trao đổi qua ánh mắt, tranh thủ khi Phương Thảo đang nói chuyện với Nam Minh, Trường An hiểu ý định của Huy Hoàng. Huy Hoàng thở dài, anh nói với anh trai. Anh nghĩ Trấn Phong sẽ mang chiếc điện thoại đó tới ư? Nếu Giang Diệu Minh không cho người đánh cậu ta, khiến cậu ta bị thương nặng, thì cậu ta chắc chắn đã tới mang Phương Thảo về từ lâu rồi. Giờ nếu như anh muốn anh và ông ta không sao, thì tốt nhất nên thả Phương Thảo ra, chuyện này coi như xong. Nam Minh bật cười. Mày coi trọng tính mạng của nó hơn người thân ruột thịt của mày đúng không? Huy Hoàng nhìn chằm chằm vào Nam Minh, người anh trai của anh chỉ hơn anh có 2 tuổi, nhưng hầu như khi nào cũng luôn coi thường và muốn đối đầu với anh. Hơi thở của Huy Hoàng dần trở nên gấp gáp. Từ ngày anh dọn ra ngoài thành lập công ty riêng, thì em đã không còn coi anh quan trọng hơn những người bạn của mình rồi. Vì là chuyện riêng của gia đình nên Huy Hoàng không muốn nói ra ở chỗ này, nhưng chỉ cần nói như vậy, anh tin rằng Nam Minh chắc chắn sẽ nhớ ra. Ngày hôm đó, Nam Minh trở về trong sự tức giận vì đại đa số cổ đông đồng ý cho Huy Hoàng lên chức giám đốc điều hành chứ không phải là anh. Nam Minh cãi nhau với bố mẹ một trận, thấy tình hình không ổn nên Huy Hoàng mới nói với anh trai, mình còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm,
nên sẽ để vị trí đó cho anh. Nam Minh lại cho rằng em trai thương hại mình nên đã cãi nhau với Huy Hoàng. Cuối cùng Huy Hoàng đã qua Mỹ, Nam Minh dọn ra ở riêng và lập công ty mới cùng với các cổ đông. Trong suốt những ngày đó, Huy Hoàng có nhận được thông tin của bố mẹ rằng Nam Minh đã giúp Huy Hoàng trồng cây và hoa ở nhà của Huy Hoàng đã mua, nhưng thực chất là bố mẹ anh đã trồng. Họ làm vậy chỉ muốn hai anh em họ không còn xích mích gì nữa. Huy Hoàng siết tay chặt hơn, khiến cho Giang Diệu Minh khó thở. Anh nói: "Thả Phương Thảo ra và để cô ấy về cùng với Trường An. Tôi sẽ ở lại đây với hai người. Còn không thì Giang Diệu Minh, thậm chí là tất cả chúng ta cùng chết." Sao Giang Diệu Minh lại cùng chết được? Ông ta còn bao nhiêu tham vọng của riêng mình. Khi mọi chuyện sắp thành công rồi, ông ta không thể nào bỏ mạng ở đây được. Giang Diệu Minh dùng tay khua khua về phía Nam Minh: "Nghe lời cậu ta đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, Nam Minh." Giang Diệu Minh không mạo hiểm giống như Nam Minh. Nam Minh không nghe theo không được. Anh ta cởi trói ra cho Phương Thảo bằng những động tác vùng vằng. Anh ta đẩy Phương Thảo lại chỗ Trường An bằng lực khá mạnh, còn tay kia chĩa súng vào người Huy Hoàng. Vì ngồi lâu một chỗ nên chân của Phương Thảo bị tê cứng, suýt nữa ngã cắm mặt xuống đất thì may mắn được Trường An đỡ lấy. Huy Hoàng còn không an tâm cho hai người họ, anh nói với Giang Diệu Minh: "Nói với những người bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hai người họ, nhanh lên." Huy Hoàng lôi Giang Diệu Minh ra bên ngoài để ông ta nói với đàn em của mình. Trường An kéo Phương Thảo đi ngay lập tức. Phương Thảo cứ ngoái lại phía sau nhìn Huy Hoàng. Cô biết anh ở lại là còn vì Ngọc Anh nữa. Dù sao họ cũng từng có tình cảm với nhau. Huy Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ cô ấy lại một mình mà trở về. Không hiểu sao, Phương Thảo lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Trường An ngồi lên xe mô tô, rồi bảo Phương Thảo ngồi lên. Cô nói với Trường An: "Vậy còn Huy Hoàng, chúng ta cứ thế mà đi hay sao?" "Đi chứ, anh trai anh ta ở đó, em lo cái gì, nhất định sẽ an toàn thôi." Xe của hai người vừa ra khỏi khu xưởng thì một chiếc xe đắt tiền tiến vào bên trong địa phận của khu xưởng. Trấn Phong đi đi lại lại trong nhà rồi lại ra ngoài cổng. Hơn một tiếng rồi nhưng vẫn không có tin tức gì của ba người họ. Mọi khi Trường An làm việc rất nhanh gọn, còn Huy Hoàng, anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm. Hai người đó mà đã làm cùng nhau sẽ cứu được Phương Thảo thôi. Phương Hân đi ra mang theo một chiếc áo khoác cho Trấn Phong. Ngoài trời khá lạnh, cô sợ anh nhiễm lạnh. "Chắc chắn là chị Thảo sẽ nhanh về thôi." Phương Hân nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Trấn Phong, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trấn Phong gật đầu xoa đầu cô: "Em mau vào trong nhà đi, ở đây lạnh lắm." Phương Hân lắc đầu: "Không, em ở đây cùng với anh." Trấn Phong cũng không nói gì nữa. Hai người đứng cạnh nhau nhìn ra ngoài đường. Từ phía xa, hai người đã nghe thấy tiếng xe mô tô, đó là Trường An. Trường An dừng trước cổng nhà Trấn Phong. Vì sợ Phương Thảo mệt mỏi nên anh đã lấy áo mình buộc người Phương Thảo vào người mình và liên tục phải quan sát phía sau vì sợ bị truy đuổi. Trấn Phong nhìn thấy Phương Thảo không bị thương ở đâu thì lập tức thở phào, anh đỡ Phương Thảo xuống. "Trường An, cậu định đi luôn sao?" Trường An nhìn đồng hồ sốt ruột: "Tôi phải đi luôn, không là không kịp giờ máy bay. Muốn hỏi gì cứ hỏi Phương Thảo nhé, giờ tôi phải đi đây, tạm biệt." Ba người vẫy tay chào tạm biệt Trường An, Trường An phóng xe đi luôn. Phương Hân và Trấn Phong đỡ Phương Thảo vào bên trong nhà. Trấn Phong lấy máy sưởi cho Phương Thảo, còn Phương Hân, cô đi pha một cốc sữa nóng cho chị mình. Đợi em gái uống xong cốc sữa, Trấn Phong bảo cô nằm xuống rồi mới hỏi chuyện: "Anh ta không làm gì em chứ?" Phương Thảo lắc đầu, ánh mắt cô buồn buồn. "Vậy còn Huy Hoàng đâu?" "Anh ấy chấp nhận ở lại để Trường An đưa em đi. Với cả Ngọc Anh bị hai người họ đánh đập cho bất tỉnh rồi. Bây giờ phải làm sao? Vì em mà anh ấy ở lại." Trấn Phong trấn an cô: "Em không cần lo lắng cho anh ấy đâu. Nam Minh dù sao cũng là anh ruột của Huy Hoàng. Hơn nữa, để cho an tâm hơn thì anh đã báo bố mẹ anh ấy tới đó rồi. Họ sẽ tự có cách, nghỉ ngơi đi." Trấn Phong ngồi trong phòng. Trên mạng hôm nay đang tràn lan tin tức Giang Diệu Minh sẽ trở thành chủ tịch mới của Jay Entertainment sau khi có số cổ phần lớn hơn chủ tịch đương nhiệm Triệu Trấn Nam và giúp đỡ công ty vực dậy sau khi công ty thua lỗ. Trấn Phong lắc nhẹ cốc cà phê trong tay, anh bật cười hài lòng. Rất đúng với suy nghĩ của anh. Đánh bại Giang Diệu Minh khi ông ta chuẩn bị bước tới đích mới là thâm độc. Anh sẽ chờ tới ngày đó. Phương Hân mới ngủ dậy, cô lại ôm vào người Trấn Phong, nói bằng giọng ngái ngủ: "Sao anh dậy sớm thế?" Trấn Phong hôn vào má cô nói nhỏ: "Chúng ta sắp đòi lại công bằng cho dì Bích được rồi." Nam Minh xông vào phòng Giang Diệu Minh, trông vẻ mặt sốt ruột và nghiêm trọng. Giang Diệu Minh mới hỏi: "Có biến gì sao?" "Xuất hiện một số người có số cổ phần ngang bằng với ông, không xác định được danh tính." "Chuyện này xuất hiện lâu chưa?" "Vừa mới thôi, thúc giục ngày công bố phải tiến hành nhanh thôi, nếu không sẽ có biến mất."
Hôm nay chính là ngày nhậm chức của Giang Diệu Minh, ai nấy trong công ty đều quan tâm tới sự kiện này. Mấy ngày hôm nay không ai trông thấy Triệu Chấn Nam ở đâu cả, dù không còn là chủ tịch, nhưng dù sao ông ấy cũng là cổ đông lớn, tới công ty cũng là điều đương nhiên. Từ sáng sớm, Giang Diệu Minh đã tới từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày quan trọng. Số lượng người bên truyền thông tới rất nhiều, nhưng mỗi người phải có thẻ do công ty đưa mới có thể vào bên trong. Ngoài ra, Giang Diệu Minh còn thuê rất nhiều bảo vệ đứng ở cổng chính, phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Triệu Chấn Nam đi cùng với trợ lý tới, nhìn thấy Giang Diệu Minh ngồi ở ghế đối diện, nói chuyện với người này người nọ trong công ty, chỉ đạo giống như ông đã từng. Triệu Chấn Nam cảm thấy khó chịu trong người. Có lẽ ông đã nhận ra được những sai lầm trong giai đoạn mà mình điều hành công ty. Giang Diệu Minh đã trông thấy ông Nam, ông ta dương dương tự đắc nhìn ông Nam. Gần tới sát giờ, mọi người gần như đã có mặt đông đủ. Trong lòng Giang Diệu Minh lúc nào cũng canh cánh, lo lắng sẽ có người đến phá. Nhưng đến giờ này thì chỉ có một mình Triệu Chấn Nam tới đây, ngoài ra không còn ai nữa. Chủ tịch hội đồng quản trị công bố bãi nhiệm chức danh chủ tịch với Triệu Chấn Nam, có tới 76% đồng ý với quyết định này. Sau đó ông công bố người được thay vào vị trí của ông Nam, đó là Giang Diệu Minh. Mọi người trong đại hội đồng cổ đông đưa ra biểu quyết. Trong lúc mọi người bên trong đang biểu quyết thì cánh cửa bị mở ra, kèm theo đó là tiếng của bảo vệ. Xin lỗi, cậu không thể vào bên trong, cậu là người bị cấm vào. Xin lỗi, cậu ra ngoài cho. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý ra ngoài cửa, nơi mà đang gây ồn ào. Trấn Phong mặc kệ bảo vệ, anh giơ tay lên chào mọi người, khóe miệng nhếch lên. Anh quay sang nói với bảo vệ. Này, ai cấm tôi? Chú cấm tôi, hay là Giang Diệu Minh cấm tôi? Trấn Phong quay vào nhìn thẳng vào Giang Diệu Minh, mặc kệ cho nhân viên bảo vệ u ớ ở bên ngoài. Trấn Phong bước vào trong với sự ngơ ngác của mọi người. Nam Minh muốn đứng dậy tống cổ Trấn Phong ra ngoài, nhưng Giang Diệu Minh lại giữ anh ta lại. Ông muốn xem Trấn Phong rốt cuộc muốn làm gì. Triệu Chấn Nam khá bất ngờ với việc con trai mình có mặt ở đây. Ông vừa vui nhưng cũng vừa sợ, sợ con trai vẫn còn giận việc làm sai trái của ông. Dù hôm nay Trấn Phong có làm gì thì ông cũng sẽ ủng hộ. Trấn Phong bước lại, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Thấy mọi người cứ nhìn mình giống như người ngoài hành tinh, anh bật cười. Mọi người bị sao thế? Tôi bị cắt chức, chứ có bị cắt cổ phần đâu mà mọi người có vẻ ngạc nhiên như vậy. Nên nhớ, tôi vẫn là một cổ đông của công ty. Không ai nói gì, Trấn Phong cầm những tờ giấy trên bàn rồi xem qua. Không có gì đặc sắc, anh lại đặt xuống bàn. Mọi người tiếp tục cuộc họp, mặc kệ Trấn Phong ngồi đó. Trấn Phong giơ tay xem đồng hồ, trong khi Nam Minh nhìn anh chằm chằm. Câu nói này của Trấn Phong khiến Nam Minh giật mình. Không lẽ nào Trấn Phong chính là người bí mật nắm giữ nhiều cổ phần ngang với Giang Diệu Minh? Mọi người không đợi cổ đông lớn nhất tới dự sao? Chưa gì đã vội vàng đưa Giang Diệu Minh lên chức chủ tịch rồi. Dù sao người ta cũng nắm giữ quyền lực đó. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, khiến cho Giang Diệu Minh và Nam Minh lo lắng. Ông Nam nhìn con trai, vẻ mặt nghiêm túc của Trấn Phong chứng tỏ anh không hề nói cho vui hoặc nói dọa những người trong phòng họp này. Trấn Phong hướng mắt ra ngoài cửa, một người đàn ông đứng tuổi bước vào, phía sau ông còn có hai người nữa, đó là nhân viên trong công ty. Trấn Phong mỉm cười, người quan trọng cuối cùng đã xuất hiện. Không chỉ riêng anh, mọi người dồn sự chú ý tới người vừa bước vào. Xin lỗi, tôi đã đến muộn. Nam Minh há hốc miệng sửng sốt, Giang Diệu Minh đứng bật dậy, mọi người bắt đầu bàn tán, trừ những cổ đông lâu năm. Bác Lâm bước vào, ngồi vào ghế cạnh Trấn Phong. Bác Lâm nói với mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Vũ Lâm, là người đang nắm giữ số cổ phần bằng với Giang Diệu Minh. Có nhiều người đã biết tôi và còn nhiều người chưa, nhưng tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau nhiều thôi. Ông Nam nhìn không rời mắt bác Lâm, trông ông bây giờ đang có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ sau khi trông thấy người đàn ông đó. Giang Diệu Minh cuối cùng cũng hiểu người đứng sau vụ này không phải là Trấn Phong mà là bác Lâm. Giang Diệu Minh nếu nhớ không lầm, thì Vũ Lâm thực sự rất có tiếng trong giới kinh doanh. Đến Nam Minh còn không tin được việc giờ này bác Lâm xuất hiện ở đây, chứ không nói tới Giang Diệu Minh. Giang Diệu Minh đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Ông ta muốn mau chóng công bố kết quả để có thể ngồi lên chức chủ tịch, nhất định mọi chuyện phải xử lý thật nhanh. Tuy nhiên, Trấn Phong đã làm cho ông ta bối rối. Tôi sẽ chuyển lại 5% cổ phần của mình cho ông Vũ Lâm. Nên hiện tại, số cổ phần của ông Vũ Lâm lớn hơn ông Giang Diệu Minh và là lớn nhất. Trấn Phong nhìn Giang Diệu Minh lên cơn tức giận, anh rất đắc chí, nhưng nào có dừng lại ở giây phút này. Khi nghe tin bác Lâm bị tai nạn, anh đã rất lo lắng. Nhưng khi Huy Hoàng thông báo về mọi chuyện rất ổn, anh đã nghe điện thoại của ông Lâm.
cùng với Huy Hoàng bày cách để có thể hạ gục Giang Diệu Minh và tống ông ta vào tù. Mọi chuyện anh và Huy Hoàng làm chỉ là giả mạo. Trấn Phong đứng dậy, đi một vòng xung quanh mọi người, rồi cuối cùng dừng lại bên cạnh Giang Diệu Minh. Các bác, các chú, mọi người phải thật tỉnh táo chứ, không thể nào tùy tiện bầu một người không rõ danh tính lên giữ chức vị chủ tịch được đâu. Ông ta là kẻ giết người đấy. Giang Diệu Minh mở to mắt, ông ta xoay người lại, nắm lấy cổ áo Trấn Phong, nói như quát lên. Mày đã hết cổ phần, không có nhiệm vụ gì ở đây hết, cút ra ngoài. Gọi bảo vệ tống cổ nó ra ngoài, ở đây nó nhăng nó quậy. Trấn Phong giơ tay ra hiệu bảo mọi người cứ ngồi ở đó, không cần lo cho anh. Ông Nam đứng dậy, Trấn Phong nghiêng đầu ra một bên, khuôn mặt anh trông rất bố đời. Tại sao phải ra khỏi đây? Còn nhiều kịch hay phía sau mà. Nể mặt tôi từng cống hiến cho công ty mà cho tôi ở lại khoảng 10 phút không được hay sao? Kịch hay sắp tới rồi. Giang Diệu Minh thả tay ra khỏi cổ áo của anh, đồng thời đẩy anh một cái, nhưng Trấn Phong vẫn giữ được thăng bằng. Anh vỗ tay rồi cười. Rồi sau đây sẽ biết ai nói nhăng nói quậy thôi. Đây là lần thứ ba tất cả mọi người lại hướng ra ngoài cửa. Lần này khác hoàn toàn so với hai lần trước. Nếu như lần trước đều là hai người thuộc cổ đông trong công ty, thì bây giờ là người bên ngoài. Không chỉ một người mà tận bốn người, họ là cảnh sát. Cảnh sát giơ thẻ lên rồi nói với mọi người. Chúng tôi có quyết định bắt tạm giam đối với ông Giang Diệu Minh để điều tra việc ông có liên quan đến cái chết của bà Hoàng Bích, rửa tiền, bắt giữ người trái pháp luật và thao túng thị trường chứng khoán. Mời ông hợp tác với chúng tôi để điều tra về vụ việc. Chúng tôi có quyết định bắt tạm giam đối với ông Vũ Nam Minh để điều tra về hành vi tổ chức mại dâm, trốn thuế, bắt giữ người trái phép. Mời ông hợp tác với chúng tôi để điều tra vụ việc. Ngoài Bắc Lâm và Trấn Phong ra, ai ai cũng sững sờ và ngã ngửa. Không ngờ hai người này lại chính là tội phạm, làm ra vô số những việc vi phạm đó. Trấn Phong đứng một góc để nghe, những bằng chứng anh và Huy Hoàng đã tìm được đều giao hết cho cảnh sát. Cảnh sát đưa hai người đó đi. Nam Minh vẫn còn không phục, quay lại nhìn Trấn Phong chằm chằm. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Thông tin chủ tịch mới của J Entertainment chưa kịp tuyên bố nhậm chức đã bị cảnh sát đưa đi cùng với vị giám đốc Nam Minh, không chỉ khiến trong công ty hỗn loạn mà giới truyền thông cũng có một ngày sóng gió. Ông Nam trông thấy con trai mình đã làm nên chuyện, ông không chỉ thấy tự hào mà còn cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ vì ngày trước không tin tưởng những quyết định của Trấn Phong, luôn làm theo ý mình thích. Ông Nam cố tình nán lại công ty đợi Trấn Phong, nhưng ông lại thấy Trấn Phong đang nói chuyện với ông Lâm, sợ con trai còn có hẹn nên ông Nam lặng lẽ đứng dậy muốn rời đi. Trấn Phong vốn định hẹn với bác Lâm để nói về chuyện của Phương Hân, nhưng anh đã trông thấy bố mình ngồi một mình ở đó chờ anh cùng về. Trấn Phong chưa có nói chuyện lại với bố cũng lâu rồi, vậy nên Trấn Phong đã tiễn bác Lâm ra ngoài cửa rồi ngay lập tức quay vào. Bố, cuộc họp đã kết thúc lâu rồi, chúng ta mau về thôi. Một câu nói vốn rất bình thường, nhưng tại sao khi nghe Trấn Phong nói, khóe mắt ông Nam lại cay xẻ đi? Con trai ông đã tha thứ cho ông rồi sao? Ông Nam bối rối, ngay lúc này bản thân ông không biết phải làm thế nào cả. Trấn Phong nhìn bố, anh bước lại thật gần nắm lấy bàn tay của ông. Trước khi về sống cùng với bố và ông bà, đi học con thường bị các bạn trêu rằng đồ không có bố. Nhìn bố của các bạn nắm tay các bạn những lúc ra về, bố biết không? Lúc đó con thèm có một người bố ở bên cạnh, muốn được bố dắt tay đi như vậy. Sau này về, bố cũng không có thời gian đi đón con. Rồi sau này nữa, chúng ta cũng không có nhiều thời gian bên cạnh nhau như thế này. Dù ông Nam không cưới mẹ của Trấn Phong, nhưng ông vẫn thường xuyên tới thăm ba mẹ con. Trấn Phong cũng biết đó là bố của mình, tuy nhiên không ở cùng nhau nên có nhiều bạn cùng lớp của anh đều chế giễu anh là đồ không có bố. Những lúc như vậy, anh không chỉ tủi thân mà còn ghét bố nữa. Ông Nam nhìn con trai, ông tự nhận mình không phải là người bố tốt. Giờ ông muốn Trấn Phong quay trở về nhà, nhưng lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, không tài nào nói ra nổi. Để con đưa bố về, đợi con giải quyết xong hết chuyện của công ty và chuyện cá nhân nữa, con và Phương Thảo sẽ về thăm gia đình. Con biết là mọi người luôn mong chúng con về, nhưng mà Phương Thảo sau cú sốc đó, con không chắc là nó sẽ trở về đâu. Còn con và Phương Hân có tình cảm với nhau và còn đang sống cùng nhau. Vì bà có liên quan đến cái chết của mẹ con và mẹ Phương Hân nữa, còn tôn trọng quyết định của cô ấy. Ông Nam gật đầu, sau bao nhiêu chuyện như vậy, khó trách được hai đứa. Còn chuyện Phương Hân, ông thực sự cảm thấy có lỗi với cô. Ông là một người bố nhu nhược. Năm cô 10 tuổi, đón Phương Thảo và Trấn Phong về, ông Nam đã gật đầu đồng ý với bà cụ Nhã đưa Phương Hân ra nước ngoài. Bây giờ biết cô không phải là con ruột của mình, ông chỉ cầu mong sao Phương Hân nhanh chóng tìm được bố ruột, che chở, bảo vệ và yêu thương cô hơn ông. Cái Hân dạo này nó vẫn khỏe chứ?
nó đã đi tìm bố ruột của mình chưa? Trấn Phong mím chặt môi, anh gật đầu. Phương Hân vẫn ổn ạ, còn việc bố ruột cô ấy, người đàn ông vừa nãy, bác Lâm, chính là bố ruột của cô ấy. Ông Nam gật đầu, như vậy là tốt lắm rồi, dù ngày trước ông ấy có như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ ông ấy có trách nhiệm là phải chăm sóc Phương Hân. Một buổi chiều đông, Phương Hân cùng với Trấn Phong ra thăm mộ của dì Bích và mẹ mình. Hai người đi thăm dì Bích trước, Giang Diệu Minh vẫn đang bị tạm giam để điều tra. Cuối cùng thì dì đã có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay. Hai người đứng lặng trước mộ của dì Bích, dì giống như người mẹ thứ hai của họ vậy. Đến bây giờ, hai người vẫn không thể tin rằng dì Bích đã bỏ họ mà ra đi. Khói hương bay khắp mọi nơi, không gian ảm đạm và điều hưu, một chiều đông âm u. Sau đó hai người tới thăm mộ của mẹ. Sở dĩ gọi mẹ là bởi vì vị trí giữa mộ của mẹ Phương Hân và mẹ Trấn Phong không quá xa. Hơn nữa, hai người họ sắp trở thành người một nhà rồi, mẹ của anh cũng là mẹ của em. Khi bước tới nơi, hai người sững lại. Trước ngôi mộ của mẹ Phương Hân, bà cụ Nhã đang quỳ ở đó. Bên trên mộ còn có hoa quả và một số đồ cúng khác. Trấn Phong đánh mắt sang bên trái, mộ của mẹ anh cũng có đồ y như vậy. Có lẽ bà cụ Nhã đã qua chỗ mẹ anh trước. Bà cụ Nhã đang thủ thỉ gì đó chăm chú nên không biết có người đứng phía sau. Một cơn gió thổi qua khiến cho cánh hoa cúc ở bó hoa trên tay Phương Hân chao đảo. Cô quay sang nhìn Trấn Phong. Bà ơi! Trấn Phong mở lời, bà cụ Nhã giật mình quay lại. Thì ra là đứa cháu nội mà bà đã từng xua đuổi, là đứa cháu mà bà từng coi như một món quà, đánh đập và trao đổi. Bà cụ Nhã xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với hai người, đặc biệt là Phương Hân. Bà cúi mặt xuống, muốn cầm túi bỏ đi. Phương Hân nhanh tay nắm lấy tay bà cụ Nhã, không cho bà đi. Tại sao bà lại không muốn gặp chúng cháu? Chúng cháu tới nhà cũng không gặp được bà. Có phải là bà đang trốn tránh chúng cháu không? Mấy ngày này, Phương Thảo cùng với Trấn Phong đã quay trở về nhà. Ông Nam nói rằng bà cụ Nhã đã thực sự sám hối, tự tay mình phá bỏ những thứ mê tín dị đoan. Trong quá khứ bà đã chấp mê bất ngộ, làm vô số điều có lỗi, tác động gián tiếp đến cái chết của mẹ Phương Hân cũng như mẹ Trấn Phong bằng những lời nói gây tổn thương. Bà cụ Nhã đã đưa hai người lên chùa, nếu không ở chùa thành tâm sám hối thì bà sẽ ra mộ của hai người. Ông Nam không hy vọng hai người sẽ tha thứ cho bà cụ Nhã, chỉ mong rằng nếu không tha thứ thì cũng không làm bà tổn thương thêm. Nhìn bà cụ Nhã gầy guộc đi trông thấy, Phương Hân thấy xót xa. Bà cụ Nhã không ngẩng đầu lên, bà nói: ta không còn mặt mũi nào mà nhìn hai đứa nữa, cũng không biết phải làm gì ngoài nói hai từ xin lỗi. Phương Hân dùng hai tay nắm chặt lấy tay bà, vì ở ngoài trời lâu nên tay bà cụ Nhã lạnh ngắt. Trấn Phong cởi áo khoác bên ngoài khoác vào người bà, trách móc: trời lạnh như vậy sao bà còn ra đây? Bà không giữ gìn sức khỏe thế này thì làm sao sống tốt để chuộc lỗi được? Phương Hân hùa theo Trấn Phong: phải đấy bà không sống tốt để chuộc lại lỗi lầm hay sao? Bà phải sống tốt, bà không được trốn tránh đâu. Bà cụ Nhã rưng rưng, tay bà run run, Phương Hân cảm nhận rõ điều đó. Trấn Phong: Phương Hân, bà thật sự xin lỗi hai đứa. Trời lạnh, nhưng Phương Hân nằng nặc đòi đi biển, Trấn Phong không còn cách nào khác đành phải đưa cô đi biển, nhưng mà là biển ở nước ngoài. Nhìn Phương Hân ngồi xây lâu đài cát, Trấn Phong ngồi phía sau nhìn rất chăm chú. Nếu hai người họ không mặc đồ đôi thì ai cũng sẽ nghĩ anh chính là một tên biến thái. Cũng đúng thôi, Trấn Phong chính là tên biến thái của Phương Hân. Nhìn dáng người đó, tên đàn ông nào mà không thèm thuồng cơ chứ. Ấy vậy mà không xuống biển tắm, lại ngồi trên bờ xây lâu đài cát như bọn trẻ con. Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay cô cũng đã 18 tuổi rồi. Nếu như đúng theo kế hoạch thì cô sắp phải gả cho Huy Hoàng rồi đấy. Cũng may anh thông minh. Anh tự cười một mình, Trấn Phong chống tay lên cằm, suy nghĩ về một màn cầu hôn có 102 vào tối nay, cùng với tổ chức sinh nhật cho cô luôn. Nhiều kiểu quá, nên anh vẫn đang phải suy nghĩ. Phương Hân là người không thích lãng mạn ở nơi đông người, nên tất nhiên anh sẽ tổ chức chỉ có hai người. Còn quà, anh đã đặt vài món đồ trang sức đắt tiền. Tuy nhiên khi anh vừa hỏi cô thì cô nói không thích trang sức. Cô nói rằng chỉ cần cho cô đi biển ăn hải sản là được. Đúng là có tâm hồn ăn uống. Phương Hân, về ăn trưa thôi. Anh nói vọng ra, Phương Hân vẫn còn ham chơi chưa muốn vào. Lúc đó có một người đàn ông, đích thực là sáu múi cuồn cuộn, nước da ngăm đen cao ráo đi qua. Trấn Phong cảm nhận thấy nguy hiểm, anh ngồi bật dậy, tháo kính râm xuống. Đến Trấn Phong còn mê, rõ ràng đây không phải là người bản địa, Trấn Phong thấy quen quen. Cô em xinh gái, sao ngồi ở đây một mình thế, cho anh chơi cùng được không?
Trấn Phong nhanh như một cơn gió chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Phương Hân. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai má phồng lên. Muốn chơi nhưng hết chỗ rồi người anh em, chuyện tình cảm cũng vậy. Trấn Phong muốn cảnh cáo trước, nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười của Phương Hân. Trấn Phong nhìn biểu cảm của Phương Hân rồi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông. Chết tiệt, đây là Trường An. Ai chả cái thằng này, lâu ngày không gặp, trông mày đen như cháy thế. Để cho bớt quê, Trấn Phong lái sang chuyện khác ngay lập tức. Trường An lắc đầu. Kệ tao. Trấn Phong nhếch mép. Thì chả kệ mày, tay cầm cái gì đấy? Trường An giơ lên. À, vừa gặp một quán bán hải sản nướng nên mua thôi. Hai người muốn ăn không? Mùi đồ nướng bay ra. Nếu như ngày trước hoặc trong suy nghĩ của Phương Hân thì đồ nướng mà lại là hải sản nướng thì không còn gì để chê. Tuy nhiên vừa ngửi thấy mùi này, trong người Phương Hân cảm thấy khó chịu. Cô có cảm giác buồn nôn. Phương Hân lấy tay che miệng rồi đứng dậy, tránh xa Trường An tới cả chục bước chân. Phương Hân, em sao thế? Không muốn ăn hải sản sao? Phương Hân xua tay lắc đầu. Trấn Phong nhìn Trường An. Hai người đàn ông không hiểu gì. Phương Hân nhớ ra điều gì đó. Cô vẫy tay chào Trường An rồi chạy về khách sạn. Trấn Phong chạy theo sau. Trấn Phong đứng bên ngoài phòng tắm nói vọng vào. Phương Hân, em khó chịu ở đâu sao? Sao em không nói gì thế? Phương Hân đã bị chậm một tháng nay. Cô cứ nghĩ là bình thường vì trước khi vẫn thế. Cô hồi hộp nhìn vào que thử. Cảm xúc trong giây phút này thật lẫn lộn. Trấn Phong chưa kịp gọi thì Phương Hân bước ra ngoài. Mặt cô không được vui. Cô nói với Trấn Phong bằng vẻ mặt nghiêm túc. Trấn Phong, chúng ta dừng mối quan hệ này ở đây được không? Trấn Phong sững người. Anh còn nghĩ là mình nghe nhầm. Em nói cái gì thế? Tại sao chứ? Bỗng nhiên Phương Hân bật cười, đưa que thử hiện lên hai vạch cho Trấn Phong. Thì phải cưới chứ biết làm sao, yêu mãi thế à? Đồng ý hay không đây? Trấn Phong bất ngờ tột cùng trong sự hạnh phúc. Anh cầm que lên nói như hét. Cưới, cưới chứ, ngày mai cưới luôn. Thôi thả em xuống Trấn Phong. Từ sau khi Phương Hân và Trấn Phong có em bé, Phương Thảo chuyển về nhà ở. Dù chưa thực sự tha thứ cho bà cụ Nhã, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Để ông bà cùng bố ở nhà như vậy chắc chắn sẽ cô đơn. Bác Lâm sau khi nhận lại con gái vui mừng không nói nên lời. Bác hào phóng tặng cho con rể tất cả số cổ phần ở Jay, nhưng Trấn Phong lại để lại hết cho Phương Thảo. Còn anh và Phương Hân thì đi du lịch khắp nơi. Phương Thảo ngồi ở bàn làm việc mà chép miệng. Tất cả công việc của công ty đều đổ lên đôi vai nhỏ bé này. Nhưng không sao, cô vẫn có thể làm được. Hôm nay là chủ nhật, một số công việc Phương Thảo đã làm xong. Cô ngồi hướng ra cửa sổ, vừa nhìn điện thoại vừa làm theo trong video. Chả là dạo này cô đã học nữ công gia chánh, muốn tự mình đan một chiếc áo len cho đứa cháu sắp chào đời. Cuối hè năm sau, Phương Hân mới dự sinh, nhưng Phương Thảo phải làm từ bây giờ, sai thì còn có thời gian mà làm lại. Cuộc sống trôi qua thật yên bình nhưng cũng nhàm chán. Phương Thảo cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, đúng hơn là một người nào đó. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa tan bầu không khí. Alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói ấm áp tựa như ánh nắng ban mai cất lên. Là tôi, Huy Hoàng đây. Phương Thảo biết ai là người gọi đến, nhưng cô lại mang thái độ lạnh lùng nói chuyện với anh coi như không biết, hoặc là chỉ ở mức xã giao. Từ ngày cô bị bắt cóc, Huy Hoàng chọn ở lại cứu Ngọc Anh, Phương Thảo chưa gặp lại Huy Hoàng. Bởi vì hai công ty đang hợp tác dự án phim mà Phương Thảo vẫn đồng ý cho Ngọc Anh quay nốt bộ phim, chứ không trực tiếp đuổi việc sau sự việc ăn cháo đá bát đó. Nên mỗi khi phải gặp gỡ bàn chuyện thì hoặc là Phương Thảo vắng mặt, giao cho cấp dưới đi, hoặc là Huy Hoàng vắng mặt. Phương Thảo cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng cô không muốn gặp Huy Hoàng. Anh gọi tôi có việc gì không? Huy Hoàng mỉm cười nhạt nhẽo. Giữa cô và anh chỉ có bàn công việc thôi sao? Bàn công việc, nhưng lúc nào cô cũng trốn hết. Tối nay đoàn quay phim gặp mặt để tổ chức liên hoan. Phim cũng đã quay xong rồi, họ mời chúng ta tới tham dự. Tôi biết em không bận gì đâu. Phương Thảo đặt cuộn len xuống bàn, gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Nếu tôi bận thật thì sao? Thì em quá nhẫn tâm rồi. Lần này là lần đầu hai công ty hợp tác, em phải có trách nhiệm với nhân viên và đoàn phim một tí đi chứ. Còn chưa nghe thấy tiếng hồi đáp, Phương Thảo đã cho Huy Hoàng nghe âm thanh tút tút. Huy Hoàng ngơ ngác. Phương Thảo chán ghét anh đến như vậy hay sao? Thật ra Phương Thảo không có ý định tắt máy, chỉ vì máy cô sập nguồn do hết pin mà thôi. Phương Thảo áy náy quá, nhưng cô lại quên sạc ở dưới xe, nên cô quyết định không gọi lại nữa. Tối nay sẽ tới khách sạn nơi mà đoàn làm phim đã hẹn. 7 giờ tối, mọi người đã có mặt gần như đông đủ. Đoàn làm phim bao hết tầng 3 của một nhà hàng lớn trong thành phố. Đồ ăn đã được nhân viên mang lên một nửa. Đạo diễn cùng với đoàn làm phim, ai ai cũng xinh đẹp rạng rỡ. Họ nói chuyện về phim, về gia đình, tình yêu, trong khi đợi những người còn lại tới.
Phương Thảo bước vào bên trong trước, Huy Hoàng đi ngay phía sau. Hai người họ tới cùng nhau không phải trùng hợp, mà bởi vì hôm nay chính là một ngày xui xẻo của Phương Thảo. Cô đang đi trên đường tới đây thì bị hỏng xe, may sao lại gặp Huy Hoàng. Xe thì được mang đi sửa, còn người thì được Huy Hoàng thân thiện mang tới đây. Khuôn mặt Phương Thảo không được vui vẻ gì cho lắm khi tới đây cùng với Huy Hoàng. Đạo diễn thấy hai người cùng tới, vui mừng chào hỏi. Huy Hoàng, Phương Thảo, lại đây nào, hai người tới cùng nhau sao? Phương Thảo lắc đầu, còn Huy Hoàng thì gật đầu. Tôi có duyên, gặp cô ấy trên đường nên mang tới đây luôn. Phương Thảo bĩu môi rồi ngồi xuống. Huy Hoàng nhanh tay nhanh chân ngồi xuống ghế bên cạnh Phương Thảo. Lúc này Ngọc Anh cũng vừa tới. Cô chào mọi người rồi được sắp xếp ngồi bên cạnh Huy Hoàng. Dù sao cũng là diễn viên chính của phim nên được ngồi cạnh những nhân vật lớn. Phương Thảo bặm chặt môi. Dù cô không thích Ngọc Anh, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác không thích Ngọc Anh ngồi cạnh Huy Hoàng. Phương Thảo nhích ghế, tránh xa ra Huy Hoàng một khoảng cách. Tuy nhiên Huy Hoàng để ý thấy, cũng nhích ghế theo cô. Tất cả mọi người ngồi ở bàn đều nhìn ra, nhưng họ cố gắng nhịn cười nếu không muốn ngày mai bị thất nghiệp. Đạo diễn đứng dậy nói đôi lời trước khi mọi người cùng nhau bước vào phần chính của bữa tiệc. Chúng ta đã trải qua không ít khó khăn để hoàn thành xong bộ phim này. Đây cũng là lần đầu tiên hai công ty LK và J hợp tác. Vì vậy, trách nhiệm đổ dồn lên đôi vai chúng ta là rất lớn. Và hơn hết, tất cả chúng ta đã chăm chỉ và nhiệt huyết hoàn thành bộ phim một cách tốt nhất. Tất cả mọi người cùng nhau vỗ tay sau khi đạo diễn phát biểu xong. Huy Hoàng còn động viên mọi người cùng nhau nâng ly. Phương Thảo cầm ly rượu mà trong lòng hoang mang tột độ. Ly của cô được rót rất nhiều. Nhìn ly rượu đỏ sánh trong tay mà Phương Thảo rất thích thú. Tuy nhiên ngày mai là ngày thành hôn của Trấn Phong và Phương Hân. Cô không thể nào mang một thân thể tràn ngập mùi rượu và trạng thái không tỉnh táo đến buổi lễ quan trọng của anh trai mình được. Huy Hoàng cũng biết mai chị họ mình cưới, mà tại sao lại rót cho cô nhiều như thế? Này Huy Hoàng, anh bị hâm rồi đúng không? Muốn chuốc say để hại tôi đúng không hả? Cô không dám nói to. Phương Thảo kéo tay áo Huy Hoàng. Anh nghiêng người xuống nghe Phương Thảo lên tiếng bất bình, lại còn cười đều một cái. Hôm nay là ngày vui của cả đoàn làm phim, em không thể vì bản thân mình mà làm mọi người mất hứng được, hiểu không? À, nếu mà không uống được thì để tôi uống giúp em. Không ai nói gì em đâu, nói trừ lương. Phương Thảo cao ngạo, sao lại có thể để cho người khác uống hộ mình cơ chứ? Cô không thèm nhìn Huy Hoàng nữa. Cô uống một hơi hết sạch rượu vang trong cái ly. Trên đôi môi đỏ mọng của cô còn vương lại một chút rượu. Nhìn vào không ai là không muốn chạm vào đôi môi ấy. Huy Hoàng còn vỗ tay chúc mừng cô. Tiện thể anh còn rót vào trong ly của cô thêm rượu nữa. Vì chưa ăn gì mà uống một cốc đầy như vậy, bụng Phương Thảo bắt đầu biểu tình thấy khó chịu. Phương Thảo ngồi xuống và bắt đầu ăn. Đạo diễn gắp cho cô rất nhiều tôm. Phương Thảo cảm ơn ông ấy. Còn Huy Hoàng thấy trong bát của Ngọc Anh cũng được đạo diễn gắp tôm, nhưng vì tay cô bị thương từ ngày hôm đó còn chưa khỏi nên đã giúp cô ấy một tay bóc tôm giúp cho Ngọc Anh. Anh chỉ muốn giúp Ngọc Anh bóc hai con tôm rồi sẽ quay ra bóc cho Phương Thảo. Nhưng khi anh quay lại đã thấy Phương Thảo ăn hết tôm trên bát rồi. Cô ăn luôn không cần bóc vỏ nữa. Hai người cứ như vậy không nhận ra tình cảm của đối phương đã đành, giờ còn không nhận ra tình cảm của chính mình nữa. Cố chấp và đáng thương. Bổ sung được năng lượng, Phương Thảo mang ly đi khắp các bàn để cùng nhau nâng ly với họ. Với nhân viên bên LK thì không nói làm gì, nhưng với bên J thì cảm thấy Phương Thảo đã thân thiện hơn trước rất nhiều. Họ ngày càng yêu quý cô, uống với cô rất nhiệt tình. Huy Hoàng muốn sang đỡ cho cô nhưng lại bị Ngọc Anh kéo tay lại. Ngồi ở đây đi, đạo diễn hình như muốn nói chuyện với anh đấy. Huy Hoàng nhìn Phương Thảo, anh không bước qua đó nữa mà lại ngồi cạnh đạo diễn nói chuyện với ông ấy. Ngọc Anh không đi giao lưu, cô ngồi lại cạnh hai người họ, nghe họ nói chuyện vu vơ. Tất cả mọi người đều đã say ngà ngà, còn hai người là Huy Hoàng và Phương Thảo thì sắp bất tỉnh tới nơi rồi. Mọi người chia tay nhau về bằng taxi trước. Bây giờ chỉ còn lại đạo diễn, Ngọc Anh và hai con sâu rượu đang nằm đó. Giờ hai người họ phải làm sao? Ngọc Anh hỏi đạo diễn. Ông ấy cũng không biết phải làm sao. Đạo diễn lại lay lay người Huy Hoàng, xem anh ấy có còn nói chuyện được không. Huy Hoàng! Huy Hoàng mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, dù chưa nói gì nhưng anh đã xua tay. Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa Phương Thảo về, nhờ đạo diễn đưa Ngọc Anh về nhé. Lát nữa sẽ có người tới đón hai chúng tôi. Giọng nói chứng tỏ Huy Hoàng vẫn còn ổn, tuy vậy nhưng đạo diễn vẫn còn phải hỏi lại một lần nữa. Cậu ổn chứ? Nếu không, phải gọi cho chúng tôi đấy nhé. Tôi biết rồi. Đạo diễn đưa Ngọc Anh đi trước, Huy Hoàng nói vậy cho họ yên tâm thôi. Anh ôm đầu đứng dậy, mang áo lại khoác vào người Phương Thảo. Anh sờ vào má cô nóng rực và Phương Thảo không đáp lại lời Huy Hoàng.
Anh cõng cô xuống dưới tầng 1 đi ra ngoài đường. May mắn cho họ, đối diện nhà hàng là một khách sạn lớn, ngoài trời đang có sấm chớp nữa, nghỉ lại đây là hợp lý rồi. Khách sạn chúng tôi chỉ còn đúng một phòng thôi, mà hai người là vợ chồng thì ở một phòng đúng rồi còn gì nữa. Cãi nhau nên muốn ở hai phòng sao? Huy Hoàng lắc đầu, dù họ cãi nhau thì vẫn nên ở một phòng thì hơn. Anh sợ tới nửa đêm Phương Thảo xảy ra vấn đề gì thì còn có người chăm sóc, vẫn là nên ở một phòng. Huy Hoàng đưa được Phương Thảo lên tới phòng muốn hết hơi, không hiểu sao người nhỏ con mà nặng thế. Huy Hoàng đặt cô nằm xuống giường, cởi giày áo ngoài của cô ra cho dễ chịu. Phương Thảo trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô ôm lấy cánh tay của Huy Hoàng không muốn cho anh đi. Huy Hoàng thấy vậy thì cũng nằm xuống, cho Phương Thảo ôm tay của mình để ngủ. Phương Thảo nói mê man gì đó, Huy Hoàng vừa nhìn cô vừa nghe. Cô nói rất nhiều, nói về công việc, nói về việc chuẩn bị đám cưới cùng với hai người kia, nói cả việc đứa cháu sắp chào đời, và bất ngờ hơn, cô còn nói Huy Hoàng đáng ghét nữa. Đi bóc tôm cho Ngọc Anh. Tức, thả ăn cả vỏ còn hơn. Huy Hoàng chỉ nghe được từng ấy từ, anh bật cười cũng như biết lỗi của bản thân. Bỗng nhiên Phương Thảo quay người lại ôm chặt lấy anh, mùi hương oải hương trên cơ thể của cô cùng với vòng một chạm vào người anh. Huy Hoàng phải kiềm chế lắm, nhưng người anh vẫn khó chịu. Huy Hoàng cắn chặt môi, anh không dám thở mạnh. Phương Thảo còn to gan hơn, cô kêu nóng rồi cởi áo ra ngay trước mặt anh. Huy Hoàng lấy tay che lại cho cô, nhưng không may lại để vào chỗ không nên để. Đã vậy, Phương Thảo còn giữ tay anh lại, không cho anh buông ra bởi vì tay anh mát. Còn quái thú trong người Huy Hoàng thức tỉnh, anh không thể chịu đựng được kiểu yêu tinh này liên tục khiêu khích anh nữa. Huy Hoàng với tay ra tắt đèn, một đêm triền miên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hai người nằm ôm nhau trong chăn vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Phương Thảo với chiếc điện thoại khi nó đổ chuông tới lần thứ ba. Alo? Mấy giờ rồi Hà Thảo? Giờ mày đang ở đâu? Hôm nay mày làm phù dâu đấy, trời đất ơi! Cả cái tên Huy Hoàng kia nữa, hẹn 8 giờ mà giờ không thấy đâu. Tiếng Trấn Phong vang lên, ngày trọng đại của anh và Phương Hân mà hai nhân vật nào đó vẫn chưa dậy. Ngay lúc này đang hoảng hốt vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Một ngày mới lại bắt đầu, sau cơn mưa đêm qua, vạn vật đều mang một sức sống mới. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất trong chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!